kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin gửi đến quý vị lời chúc tốt lành, may mắn, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2023 Quý Mão sẽ giúp gia chủ tuổi Nhâm Tuất dự đoán được những tai ương, vận hạn có thể xảy đến với mình trong năm này. Cũng bởi vận khí của con người luôn luôn thay đổi, thế nên bạn cần phải nắm bắt tử vi cho tuổi Nhâm Tuất của mình để có những bước đi đúng đắn nhất cho mình. Xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2023 Quý Mão giúp bạn thấy được những chi tiết về cuộc sống của mình về các mặt, tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo và sức khỏe, qua đó có cái nhìn chi tiết và chính xác nhất về vận số của mình. Sau đây là phần luận giải lá số tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Tuất trong năm 2023 Quý Mão. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Nhâm Tuất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Nhâm Tuất 1982. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng trong năm 2023. Vận trình của người Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2023 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bạn. Trong công việc sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp, tuy nhiên vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của con giáp này trong năm 2023 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Nhâm Tuất 1982 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh, sao la hầu, vận hạn diêm vương, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tuất gặp Mão không xung không khắc, cuộc sống bình ổn, yên vui, tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Xét về quan hệ thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch, từ ngày 20 tháng 4 đến 18 tháng 5 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Vào những ngày này, cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Nhâm Tuất gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạn mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc là sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này gặp nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải, dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ ngày mùng 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đăng viên chiếu sáng nhất, hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như chầu cao, đinh tiền vàng, hương hoa và nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, do đó đối với sao La Hầu cần phải dùng thủy tiết để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng.
Gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng năm nay gặp Hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì Hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được Hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về Hạn Diêm Vương và biểu hiện của Hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ mang thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, Hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, ốm đau và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người ốm đau, bệnh tật, khi gặp Hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe theo lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia đạo vui xuân, gia chủ trong tháng 1 đón nhiều tin vui liên quan đến tình cảm gia đình. Tháng 2, sức khỏe của gia chủ trong tháng 2 không tốt, chủ yếu bệnh về răng, ra ngoài dễ bị ốm đau bệnh tật. Tháng 3, mọi việc của gia chủ trong tháng này đều được thuận lợi, dù hung cũng hóa thành cát, nhiều phúc tổ tiên. Tháng 4, đây là tháng gia chủ đón hỷ tín trong gia đạo, bên cạnh đó đây cũng là tháng tài lộc, tiền bạc dồi dào. Tháng 5, tình cảm của thành viên trong gia đạo của gia chủ cần chú ý, có thể có chuyện buồn đưa tới. Tháng 6, khi di chuyển ra ngoài trong tháng, người tuổi này chú ý đi lại xe cộ hết sức cẩn thận, hạn chế tai nạn. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, có thể bị bệnh tật hoặc ốm đau lâu ngày và khó khỏi. Tháng 8, tháng này con cái của gia chủ đón nhiều điều may mắn trong công việc làm ăn, tuy nhiên cần chú ý cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tháng 9, ra ngoài, gia chủ cần chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 10, sức khỏe trong tháng 10 của gia chủ không tốt, bên cạnh đó trong gia đạo có thể có chuyện buồn đưa tới. Tháng 11, công việc con cái trong tháng này có thể gặp nhiều khó khăn, khó đạt được những điều như ý. Tháng 12, gia chủ trong tháng cuối năm chú ý có thể mất mát về tiền mặt, hoặc là của cải, hoặc đi ra ngoài, chú ý cửa quan. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, xem tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy đây là một năm ổn định và phát triển của người tuổi này. Bạn có cố gắng làm việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Một số người may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân thì cần nắm bắt cơ hội, chớ nên nhường cho người khác. Có thể sự thăng tiến quá nhanh chóng của bạn sẽ khiến kẻ tiểu nhân phải ngứa mắt. Vì thế hãy luôn để ý đến mọi người xung quanh, nên cư xử khiêm tốn để không vô tình đắc tội với người khác. Bên cạnh đó, đừng quên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp cho mình. Về tài chính, tài lộc của bản mệnh có lúc vượng nhưng cũng có lúc suy, chủ yếu dựa vào sự tỉnh táo, sáng suốt của bạn. Khi cơ hội bày ra trước mắt, bạn cần nắm bắt cơ hội, không nên chần chừ, do dự, kẻo kẻ khác chiếm mất tiên cơ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến việc kiểm chứng thông tin, không nên nghe theo lời người mà mình không thực sự hiểu rõ. Hãy kiếm tiền dựa vào chính công sức của mình, không nên nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng. Về sức khỏe, tử vi 2023 của tuổi Nhâm Tuất không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Mệt mỏi bởi tất cả các loại vấn đề, bạn sẽ ở trong tình trạng không khỏe mạnh. Sự tương khắc của năm sẽ khiến bạn có tinh thần thấp và bất kỳ chuyện vặt vãnh nào cũng có thể khiến bạn cảm thấy chán nản và mặc cảm. Do cảm lạnh, đau bụng có thể xảy ra trong năm nay, bạn nên tránh thực phẩm sống hoặc cay. Ngoài ra, bạn có thể bị chấn thương khớp hoặc xương trong năm nay. Vì vậy, đừng để quá tải công việc và cũng đừng tập thể dục quá lâu. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982.
Về tình cảm gia đạo, năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm không tốt cho các gia chủ nhâm tuất 1982. Với những người còn độc thân, tình cảm rất dễ có được nhưng lại dễ mất đi. Với những người đã có gia đình, cẩn thận kẻo vướng phải đào hoa ảo như quan hệ ngoài luồng. Nếu không thận trọng, bạn có thể sa ngã, ảnh hưởng đến gia đình mình. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Bị ảnh hưởng bởi việc tương khắc, bạn có thể trở nên vô cảm và nóng nảy và chuyển áp lực công việc cho đối tác của mình, tiết lộ tất cả các vấn đề trong việc hòa hợp với nhau và dẫn đến ngày càng mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn muốn phát triển mối quan hệ theo cách ấm áp và mềm mại, tốt hơn hết bạn nên đặt mình vào vị trí của nhau. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ nhâm tuất sinh năm 1982 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.